Không có cỏ trắng anh em nhá. Quánh cỏ bọ này. Bỏ hấp đây. Hùng ơi đứng đây nhá. Cái đớt của Chí Trung. Rồi phang. Phang phang. Cái đớt của Chí Trung đây đuổi cỏ anh em. Phang. Một phát. Ui. Đuổi rồi. Mà làm gì con cửa sống à cô. Một phát xong. Ui. Thôi trượt rồi. Con cò chắc hết ví hơn cò rồi. Cái lít bỏ. Chào bà con. Kia là cắt lớn đang bắt cò trắng. Và kia là Chí Trung đang chạy công lít nhanh ngắn nò mất chim rồi. Nhanh ngắn nò mất chim rồi. Thông báo bà con kia là Master Chí Trung. Nhanh ngắn nò mất chim. Đã phăng được cò trắng. À có bọ quên nhầm. Đã phăng được cò anh em nhé. Nhanh mất chim. Rất chi là vui trò chơi này không toát mồ hôi không lấy tiền. Đuổi khắp cánh đồng. Không toát mồ hôi đít không lấy tiền trò chơi này. Đây là trải nghiệm thực tế chứ không phải là trò chơi của mấy thằng xàm lồn nhá. Đang ăn quả trắng rồi nhanh. À có bọ. Con quả phát chết anh nhỉ. Master Chí Trung. Thôi cứ miễn là cò anh ạ. Có là gì săn đấy. Anh em mình chẳng có cò trắng em có bọ cũng được sao đâu. Một. Một nhá, đây nhá. Không lội được, đi vòng đi. Trò chơi này không toát mồ hôi, không lấy tiền. Cứ đuổi quanh cánh đồng. Trời rét thành trời nóng.